Thưa quý vị, vào sáng nay, Việt Nam có thêm một trường hợp mắc COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm lên 204 người, và trong đó thì 55 trường hợp được điều trị khỏi. Cũng trong hôm nay thì 10 trạm xét nghiệm dã chiến đặt tại 10 quận huyện của Hà Nội bắt đầu đi vào hoạt động. Những trạm này được dựng lên tối đa để thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19 thông qua lấy mẫu máu, và bộ test nhanh này do Hàn Quốc sản xuất và cho kết quả sau 10 phút. Sau đây thì phóng viên Nguyệt Ánh có mặt tại trạm xét nghiệm ở quận Đống Đa thông tin chi tiết. Trạm xét nghiệm dã chiến của quận Đống Đa thì được chọn đặt tại sân của trường Trung học cơ sở Đống Đa. Theo như quý vị thấy thì là mỗi một trạm sẽ gồm có 5 lều như thế này. Khi người dân đến sẽ được chờ theo một cái khoảng cách đúng theo quy định. Trước tiên là sẽ vào cái lều để kê khai danh tính, họ tên. Sau đó 3 lều sẽ được dành để cho người dân vào lấy máu xét nghiệm. Khi lấy máu xét nghiệm xong thì họ sẽ vào khu vực chờ, và sau 10 phút thì sẽ đến cái lều còn lại để lấy kết quả. Tất cả đều được thiết kế theo một chiều. Việc xét nghiệm như này trước tiên là để ưu tiên cho những người có liên quan đến bệnh viện Bạch Mai trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3. Đó là những bệnh nhân điều trị nội trú, ngoại trú, những người đã chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện, hoặc ngay cả những người đã từng đến thăm bệnh nhân trong bệnh viện, hoặc là những cái người công tác tại bệnh viện Bạch Mai. Sau khi xét nghiệm dành cho các đối tượng ưu tiên thì trạm xét nghiệm dã chiến này sẽ được mở rộng ra các bệnh viện khác ở Hà Nội và những nơi đông người. Việc xét nghiệm nhanh trên diện rộng được Hà Nội coi là để tìm ra xác suất cách ly sớm người nhiễm, tránh mầm bệnh phát tán ra cộng đồng.